Quay video máy cho mình anh nhé. Tổng thể của máy đẹp còn rất là đẹp luôn ạ. Các cạnh của máy ạ, không có bị va đập hay là cấn móp gì cả. Mặt sau của máy thì có hơi xước nhẹ một chút. Nói chung là máy đã qua sử dụng nên là không thể tránh khỏi được. Nên ở mặt sau tôi hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến máy cả. Pin con này cũng còn khá là cao ấy ạ. Bên trong của máy cũng còn khá là đẹp luôn. Em test các chức năng cơ bản của máy cho mình ạ. Em test camera cho mình ạ. Đây là cam của máy ạ. Mic thu lại ạ. Em test bàn phím cho mình ạ. Những phím hiện trắng trên màn hình là những phím có trên bộ bàn phím ạ. Những phím bên này thì trên bàn phím không có, nó sẽ không hiện ạ. Loa của máy ạ. Ổ cứng 512 bên chèn 2 ổ C và ổ D ạ. ID của máy ạ. Máy phản ứng xoay được 360 độ ạ.